Ôi, đã được anh em ơi. Đây. Quấn chặt quá. Xin chào toàn thể anh em, lại là em đây, Luân Nguyễn TV. Hôm nay em lại tiếp tục cuộc hành trình đi soi chăn ráo anh em ạ. Tại vì chỗ em nay thời tiết là hơi hửng nắng và ấm hơn một chút anh em ạ. Sau mấy hôm thời tiết lồm và mưa phùn, hôm nay ấm hơn em đi soi chăn ráo. Đây anh em đã đến khu bờ đê rồi, em hay đi soi đây nhé. Bắt đầu đến đường để điểm đầu tiên. Anh em ơi, đã bắt đầu thấy em rắn ráo đầu tiên rồi anh em ơi. Có hàng. Đây. Anh em này. Ngủ rất là gan. Anh em này. Tại vì anh em nhìn nhé, đây, đất rất là ẩm. Sau mấy hôm trời mưa phùn và lồm nên hôm nay hỏng một chút là rắn sẽ phải lên cây anh em ạ. Nên mình sẽ lựa những thời gian thời tiết mưa rào ẩm ướt thì thời tiết hơi nắng he he lên mình đi soi là tỷ lệ ăn hàng cao. Anh em ơi, kia rồi anh em ơi, lại tiếp tục thấy một em đang làm một quận khoanh rồi anh em ơi. Anh em ơi, rắn chảy mưa ngủ rất là thính nhá. Mới soi đã muốn chạy rồi. Chạy đi vòng bên này bắt nó gần. Nghe nhìn này. Sáng bóng luôn. Đó. Đã được. Đây nhờ. Đẹp không? Đấy. Anh em nhìn thấy trời thời tiết này. Đấy, mưa ẩm ướt này thì rắn nó sẽ phải lên cây hết anh em ạ. Anh em ơi, anh em nhìn thấy không? Ý, từ đường xa thêm một đống vàng vàng rồi. Đấy, đúng anh em này. Con này vừa bắt xong nhá. Ủa, con kia to thế. Nhìn mẩy lắm anh em ạ. Sáng bóng luôn. Anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đúng cái này nha. Ngủ con này ngủ khá cao anh em ạ. Mình tìm đường lên. Kia nhau. Con này trèo lên bắt rồi, bún lại không kẹp được. Nhưng mà có kẹp đấy nhưng mà nó ngủ quặn khúc cây nên không được kẹp được. Nên tiến hành trèo lên xem nào.
trèo lên đỉnh trụ sột cột rồi luôn. Cũng gần tới nó rồi. Ôi, đã được anh em ơi. Đây. Quấn chặt quá. Đây nhau, thả cánh an toàn. Đây. Này cũng được. Hai em ngủ gần nhau anh em ạ. Đấy. Cứ đoạn như này muốn gặp như này thì rất là thích anh em ạ. Mới bắt một con ở búi. Búi kia anh em, đây. Mới bắt con búi đây. Đấy. Khoảng 10 mét lại được con này nữa. Anh em ơi. Kêu con đang nằm dài đấy anh em ơi. Con này mưa động nó đang nằm dài nó muốn chạy. Muốn chạy nó này chẹt luôn. Với không với được. Cái này kẹt thì kẹt thì được 100% anh em ạ. Đây. Con này nếu không có kẹp thì bắt rất là khó bắt nó anh em ạ. Toàn nó thế, mày thế. Ủa, cũng cái cha này mà trời mưa ơi. Nó ẩm lên rắn rất là thính anh em ạ. Mày thế. Ừ, anh em ơi. Anh em ơi. Đây là một con nữa anh em. Hôm nay Tuyền muốn ngủ đôi đây anh em. Nó muốn chạy rồi. Đây. Con này hơi bé ha. To không? Mày thế. Anh em ơi, lại một em nữa đang nằm dài người anh em ạ. Con này thì ngủ thấp, không còn dùng đến kẹp. Anh em nhìn nhé, đấy. Rất nhẹ nhàng bắt thôi anh em ạ. Đây, anh em trên cao con nữa kìa. Đây, ngủ xuống cành cây. Đấy. Con đấy phải dùng kẹp rồi. Anh lấy kẹp, kẹp nó thôi nha mọi người. Vâng. Dạ. Em vừa bắt được hai con đây rồi. Anh ơi. Lại tiếp tục thêm một em quận đỉnh ngọn cây vải rồi anh em ơi. Cũng rất cao. Anh em ơi.
Đấy. Con này lại phải dùng đến cái quả kẹp à, thần thánh của em rồi anh em ạ. Rồi em sẽ tiến hành kẹp nó anh em ơi. Không tới. Em đi thêm vào trong tí nữa anh em. Tha hồ tới rồi. Rất nhanh và rất gọn anh em ạ. Anh em mà không có kẹp thì loay hoay bắt nó còn trèo lên động có khi nó chạy mất anh em ạ. Tiếp tục đã thấy một em lăn ráo anh em ạ. Đây. Ủa, những cây cao con này thì phải kẹp rồi. Đấy, em sẽ tiến hành kẹp nó anh em ạ. Ăn hàng anh em ơi. Đây nhau. Đấy. Sáng bóng luôn nhé. Những con như này mà không có kẹp thì bắt rất là khó, tỷ lệ có khi lại có bất hàng anh em ạ. Nhưng với cái kẹp này thì bắt rắn là cực kỳ hiệu quả. Những con rắn là mình không với được tới. Anh em nhìn này, một em hổ hành béo không? Đây, hổ hành này. Phê không em? Tiếp tục đã thấy rắn anh em ơi. Đây anh em nhìn này. Thời tiết mưa nó ẩm ướt này này, rắn lên cây ngủ. Ui con này mẩy thế. Sáng bóng anh em ạ. Đây. Này, mới lột vàng đẹp không? Con để ý không còn con nào không, bắt một thể đất ẩm ướt thế này là rắn lên cây hết anh em ạ. Không có thôi, có là lên cây, khu là có rắn lên cây luôn.
em ơi. Chờ nhá, tiếp tục ở thêm em ăn ráo. Anh em giữ nhà em này. Đấy. Ngủ rất mực, rất là kín. Chỉ thấy hở đúng một tí ti thôi. Nhưng con này hơi vướng anh em. Đây, đây nhìn rõ hơn này. Đây giữ nhà em này. Đấy, anh em nhìn thấy ánh một tí lên hơn nhá. Đây. Vàng à. Đấy. Đấy, bây giờ em sẽ tìm đường lên trên anh em ạ. Lên trên để bắt nó cho nó dễ. Được, nóng lên được. Lên bắt nó không. Đâu nhỉ? Ở đây ngoài này cơ. Anh em nhìn này. Anh thấy không? Bắt rất đơn giản anh em ạ. Bắt bắt rắn thì không cần phải phải mạnh vậy, cứ nhẹ nhàng bình tĩnh mà đi thôi. Nào nó giật mình nó sẽ chạy nhanh lắm.